Xin chào các bạn, ngày hôm nay mình chia sẻ với các bạn cái món mứt cau nha. Đây là cau mà vườn nhà nè, mình trồng nhà mình mới cắt vào nè các bạn. Cau kiển thì các bạn sử dụng cau nó dẻo nha, cau sống như vậy nè. Nhưng mà lát nữa mình sẽ tách cái trái bên trong ra cho các bạn xem. Cau vừa dẻo á, thì mình làm mứt nó sẽ rất là ngon. Đầu tiên thì mình sẽ đập cau ra và mình lấy cái ruột bên trong nha. Mình bẻ ra như vậy nè các bạn. Mình sử dụng cây chài đâm tiêu hoặc là cây búa gì cũng được nha. Mình gõ nó xuống như vậy. Đó, mình đập ra như vậy là nó sẽ bung ra nè. Các bạn thấy bên trong không? Cái trái cau nó rất là dẻo luôn nè. Mềm như vậy nè. Thì làm mứt nó sẽ ngon. Mình đập như vậy á để cho nó bung cái vỏ bên ngoài ra, cái vỏ lụa đó các bạn. Còn nếu như các bạn nào mà tách bằng dao á thì các bạn cũng lột vỏ lụa ra nhưng mà nó hơi cực nha. Cách đập như vậy nó sẽ nhanh hơn nè. Đó, các bạn đập cái đuôi một chút vậy nè. Rồi mình sẽ lấy ra được nguyên cái muối cao luôn nè. Cái trái cao nè. Nó chốc ra như vậy luôn nè. Rất là nhanh. Để mình làm lại cho các bạn cùng xem nha. Mình đập nhẹ như vậy nè. Rồi mình sẽ lấy ra rất là dễ dàng, không cần lọc vỏ lụa luôn. Nó hơi dập như vậy cũng không sao nha các bạn. Dập như vậy khi mà mình luộc lên á thì nó sẽ ra cái nước chát nhiều hơn, nó sẽ sạch cái trái cau và ngon hơn nha. Sau khi đã lấy hết phần thịt cau ra thì mình chuẩn bị một cái thau nước nè các bạn, một thau nước sạch khoảng 1 lít nha. Giờ mình vắt một trái chanh to vô. Vắt xong nước chanh thì mình sử dụng cái giá lỗ nè các bạn. Mình hớt cái thịt cau qua đây nha. Cau này thì mình lấy cái ruột ra thì mình cũng đã xả lại vài nước rồi nè. Chứ cái nước mủ của nó ra rất là nhiều luôn các bạn. Vớt ra mình ngâm qua nước chanh một đêm nha. Giờ này cũng là buổi tối nè, sáng hôm sau bắt đầu mình mới đem đi luộc. Xong rồi thì mình sẽ đậy nắp lại và để qua đêm nha. Đây là thau ruột cau mà mình đã ngâm nước chanh được một đêm rồi nè các bạn. Và tiếp theo mình nấu một nồi nước cũng đã sôi rồi nè các bạn. Cho cau vào thì mình sẽ đậy nắp lại. Mình luộc trong vòng 3 phút nha các bạn. Cau sau khi vớt ra cho vào thau nước lạnh thì các bạn rửa vài nước nha. Giờ mình dùng tay nè, mình vắt nhẹ thôi nha. Tại vì cau này nó đã dẻo và mình luộc đi nó cũng đã mềm rồi các bạn. Các bạn vắt mạnh tay quá thì nó sẽ bị dập á, nát cái trái cau nè. Khi mình làm mứt nó sẽ không ngon á. Cho nên mình vắt nhẹ tay như vậy là được nha. Cho qua một thau nước lạnh khác nè. Tiếp tục mình xả vài nước nữa giờ mình đem luộc tiếp nha. Mình đã xả nước giờ mình vắt cho nó ráo rồi nè các bạn. Bây giờ thì nồi nước mình nấu cũng đã sôi rồi nè. Mình tiếp tục cho cau vào luộc lần thứ hai nha. Xong rồi thì mình sẽ đậy nắp lại cho sôi khoảng 3 phút nữa nha. Sôi được 3 phút rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ vớt ra vào một thau nước lạnh nữa nha. Mình luộc như vậy á, nó hơi cực một chút. Nhưng mà khi mà mình ăn mứt á, nó sẽ không còn bị chát và nó sẽ ngon hơn đó các bạn. Nè các bạn thấy không? Cái màu nước nè. Rất là đậm luôn á. Xả cho nó kỹ lên. Giờ mình sẽ ăn thử nha. Trước khi mình cho đường vào. Chứ nếu như mà nó chát rồi á, mình cho đường á, thì mứt cau của mình nó sẽ không ngon nữa. Không xả lại được nữa. Cau này sau khi luộc xong thì mình đã vắt cho nó ráo nước và cân được 2 kg cau nè các bạn.
Và các bạn chuẩn bị cho mình 1 kg đường nha. Cứ 2 kg cao thì 1 kg đường. Và xì tin nè. Giờ thì mình sẽ cho cao ra một cái mâm nè. Sử dụng cái mâm lớn như vậy nè. Để mình trộn nha. Lát nữa mình đem phơi luôn. Do trái cao nó có cái màu hơi đỏ một chút của mủ nè. Mủ của trái cao nó ra màu hơi đỏ một chút nè. Nhưng mà lát nữa mình trộn xì tin vô thì cũng có màu đỏ luôn, cho nên không sao nha. Giờ tiếp tục mình sẽ cho đường vào. Để cho mức cao có màu đẹp thì mình sẽ cho xì tin vào nha. Các bạn chuẩn bị một cái chung như vậy nè. Cái ly nhỏ nè. Rưới xì tin vào. Giờ bắt đầu mình trộn lên nha. Trộn đều xong thì các bạn để cho nó trái cao nó thấm đường nha. Khoảng 2 giờ đồng hồ đi. Xong rồi mình đem ra nắng mình phơi nha. Mâm cao mà mình ngâm đường và xì tin cũng đã được 2 giờ đồng hồ rồi nè các bạn. Bây giờ mình bắt đầu đem phơi nha. Trời đang nắng luôn nè. Đến chiều hôm nay thì phần mức cao của mình phơi cũng đã được 3 ngày nắng tốt rồi đó các bạn. Ngày hôm nay thì mình đem vô nè. Giờ mời các bạn cùng ăn thử nha. Mình cũng xin lưu ý với các bạn là khi mà các bạn thích ăn mức cao dẻo như mình thì các bạn có thể thêm xì tin nha. Sẽ được dẻo như vậy. Còn nếu như mà các bạn thích ăn khô á thì dạng như mà mức cao nó áo đường bên ngoài á là nó khô cứng lại thì các bạn giảm bớt xì tin lại nha. Thì nó sẽ khô. Ở đây thì mình thích ăn mức cao dẻo cho nên mình sử dụng thêm xì tin đó. À, bây giờ mình mời các bạn cùng ăn thử nha. Mình sẽ dùng cây tăm nè. Rất là dẻo luôn các bạn. Nó giống như trái nho khô nha. Vừa dẻo mà ngọt, rất là ngon luôn các bạn. Không còn mùi chát của cao nữa, mà thơm mùi xì tin nha. Rất là vừa ăn. Các bạn thấy nè, bên trong nè. Rất là dẻo và trong luôn. Thì với món mức cao này thì mình có thể những ngày thường mình cũng có thể làm cho gia đình mình ăn cũng được. Nó vừa ngon mà lại tốt cho sức khỏe nữa các bạn. Mình làm nhà ăn nó an toàn. Ngày hôm nay mình chia sẻ cho các bạn cùng xem món mức cao đến đây thôi nha. Kết thúc video, xin chào tạm biệt các bạn nha.